Một nghệ sĩ tài hoa. Một nghệ sĩ đem niềm vui đến cho cộng đồng và cho rất nhiều người. Một nghệ sĩ đã góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Đó là giá trị mà nơi con người này, nghệ sĩ chí tài, ông đã để lại di sản cho cuộc đời. Đó là giá trị một hành trình cuộc đời của ông. Mỗi người chúng ta ai cũng có giá trị của riêng mình và thật sự rất đáng trân trọng. Những giá trị mà chúng ta đã đóng góp cho cộng đồng thì với con người nghệ sĩ chí tài, chúng ta cũng không thể nào không nói đến. Về đời tư của ông, ít khi nào ông nhắc đến nơi tổ ấm của mình. Ông ít khi nào chia sẻ về tổ ấm của mình, nhưng những hình ảnh về lời kể của bạn bè cũng như là đồng nghiệp của ông khiến cho nhiều người càng thêm yêu quý vợ chồng của nghệ sĩ chí tài. Nhìn phong cách giản dị của con người nghệ sĩ Danh Hải, một nhạc sĩ, cũng nói lên điều nào giản dị của nó. Tổ ấm của Danh Hải chí tài khá giản dị nằm ở tại quận Cam ở bang California, ở Hoa Kỳ. Bên ngoài nhà của ông còn có khoảng sân rộng rãi được phủ đầy cỏ và trồng nhiều cây xanh. Điều đáng chú ý là vì bà xã của chí tài tuổi Hợi nên hầu như các vật dụng trong căn nhà đều được mang hình ảnh của những chú heo. Theo tiết lộ của nghệ sĩ Phương Loan thì đa số những đồ trang trí này đều được ông xã cô mang về sau mỗi chuyến du lịch hay là lưu diễn. Nữ nghệ sĩ còn thích thú chia sẻ trên sóng truyền hình rằng chí tài thường gọi cô là bé heo, cái tên thân mật kể từ khi cả hai về chung nhà. Đam mê theo đuổi nghệ thuật, chí tài thường xuyên sống xa nhà, mọi công việc chăm sóc nhà cửa vườn tược đều do bà xã Phương Loan đảm nhận. Trung bình một năm ông về thăm nhà khoảng 6 lần, cách nhau khoảng 2 tháng. Sợ vợ buồn nên nam diễn viên luôn động viên tâm sự, FaceTime mỗi ngày. Khi có dịp về thăm nhà, nghệ sĩ thăm trông nom sửa sang nhà cửa vườn tược. Ngoài ra ông còn đưa vợ đi chơi khắp nơi. Cả hai sóng đôi tình tứ trong nhiều sự kiện. Theo lời kể của Bảo Lộc, con rể của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, chí tài trong mắt của anh đó là một người hết mực yêu thương, nuông chiều vợ. Chú rất thương vợ, mỗi lần từ Việt Nam về Mỹ, đi đâu chơi chú đều dẫn vợ đi chơi. Nhớ có lần trong đám cưới của một người bạn, chú cũng dẫn vợ đi theo. Chú còn nhờ chụp hình giúp, chú đi đâu cũng mua quà về tặng vợ, nhất là tặng gấu bông hình con heo. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm đến thời điểm mà nghệ sĩ chí tài qua đời, người bạn thân Hoài Linh không thể về thăm nhà. Dù xa nhau nhưng cả hai thường liên lạc, trò chuyện bằng video call. Một trong những sự việc gây xúc động mạnh gần đây chính là đoạn clip chí tài bật khóc, mong muốn sớm có vaccine để được đoàn tụ vợ chồng. Nhưng người hâm mộ cũng không khỏi xót xa khi nghe tâm nguyện của bà xã anh khi về già được tiết lộ bởi ca sĩ Don Hồ. Đó chính là nghệ sĩ Phương Loan mong được nghỉ hưu và năm sau để dọn về Việt Nam ở với chí tài. Có thể có những nét đẹp trong cuộc sống chúng ta chia sẻ với nhau, để qua đó chúng ta cảm ơn cuộc đời. Ở đâu đó chung quanh chúng ta vẫn có những con người đang hiến tài cho cuộc đời, đang trao đi cái tài năng của mình để giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội. Chúng ta không phải ca ngợi một ai đó mà quên đi rằng điều này thực sự là nét đẹp để cho làm gương cho thế hệ sau, cho những con người muốn cống hiến những tài năng để giúp cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn, thì điều đó thực sự rất đáng trân trọng. Sở Di trú USCIS ban hành hướng dẫn mới liên quan đến sự toàn quyền quyết định từ chối yêu cầu và quyền lợi di trú. Vì Sở Di trú USCIS không còn cho người bảo lãnh một cơ hội để mà bổ túc hồ sơ trước khi Sở Di trú USCIS ra quyết định. Vì bãi bỏ hướng dẫn của năm 2013 và hướng dẫn của năm 2018 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm 2018. Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số, cần am tường và thấu hiểu về luật này. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương của tổ hợp luật sư Nguyễn và Lưu phụ trách mục tìm hiểu luật di trú
người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được luật sư đoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành luật di trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259.000 luật sư, nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Trong số đó có luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương từng làm việc cho Sở Di trú Hoa Kỳ, INS. Luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di trú chấp thuận. Từ năm 2018, Sở Di trú USCIS không còn cho người bảo lãnh một cơ hội để bổ túc hồ sơ trước khi Sở Di trú USCIS ra quyết định. Điều này bãi bỏ hướng dẫn của năm 2013. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, Sở Di trú USCIS ban hành hướng dẫn mới liên quan đến sự toàn quyền quyết định từ chối yêu cầu về quyền lợi di trú mà không cần phải đưa ra yêu cầu bổ túc bằng chứng hoặc là thông báo ý định từ chối. Chính sách trước đây hạn chế quyền của Sở Di trú USCIS từ chối một vụ kiện mà không cần phải đưa cho người nộp đơn hoặc là người bảo lãnh một cơ hội để trả lời trước. Theo hướng dẫn của ngày 3 tháng 6 năm 2013, sĩ quan xét hồ sơ phải cấp RFE nếu bằng chứng ban đầu bị thiếu hoặc là nếu bằng chứng được gửi không đủ tiêu chuẩn chứng minh, trừ khi người xét xử xác định rằng không có khả năng là bằng chứng bổ sung có thể chữa được sự thiếu hụt. Tức là Sở Di trú USCIS phải cho người bảo lãnh một cơ hội để bổ túc hồ sơ trước khi Sở Di trú USCIS ra quyết định. Hướng dẫn mới của năm 2018 sẽ bãi bỏ hướng dẫn của năm 2013 và hướng dẫn của năm 2018 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 11 tháng 9 năm 2018. Chính sách mới giúp cho Sở Di trú USCIS dễ dàng từ chối đơn xin quyền lợi di trú mà không cần phải đưa ra yêu cầu bổ túc bằng chứng hoặc là thông báo ý định từ chối. Thay vì cho đương đơn một cơ hội để bổ túc giấy tờ, đồng thời để chỉnh sửa lại sự sai lầm đơn giản theo chính sách mới. Sở Di trú USCIS có quyền từ chối quyền lợi di trú nếu bất kỳ bằng chứng ban đầu cần thiết bị thiếu khi đương đơn nộp đơn. Điển hình là người bảo lãnh làm đơn bảo lãnh cho vợ hoặc chồng trên mẫu đơn I-130. Nếu người bảo lãnh hoặc là người được bảo lãnh đã lập gia đình trước đây và đã ly dị, thì người bảo lãnh phải nộp giấy ly dị đó với đơn bảo lãnh. Theo thủ tục hiện hành thì nếu như người bảo lãnh nộp thiếu giấy ly dị thì Sở Di trú USCIS sẽ gửi thư yêu cầu bổ túc bằng chứng và cho người bảo lãnh cơ hội để nộp giấy ly dị trước khi Sở Di trú USCIS ra quyết định. Điển hình khác là người mẹ khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ đã được đổi tên. Người mẹ có quốc tịch đó bảo lãnh cho người con có gia đình. Khi nộp đơn bảo lãnh, người mẹ sơ ý không nộp giấy tờ chứng nhận đã đổi tên. Giấy chứng nhận đổi tên là giấy tờ cần thiết vì tên của người mẹ trên khai sinh của người con là tên tiếng Việt và tên trên bằng quốc tịch đó là tên tiếng Anh. Nếu giấy tờ chứng nhận đổi tên không nộp chung với đơn bảo lãnh thì Sở Di trú USCIS không thể quyết định là người bảo lãnh là mẹ của người được bảo lãnh. Hồ sơ của người mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho người con có gia đình thường mất khoảng từ 8 cho đến 9 năm Sở Di trú USCIS mới xét đến. Chiếu theo hướng dẫn mới của năm 2018, khi Sở Di trú USCIS xét đến hồ sơ bảo lãnh có thể bị từ chối vì không có giấy tờ chứng nhận đổi tên của người mẹ. Nếu muốn bảo lãnh cho người con, người mẹ phải làm hồ sơ lại từ đầu và không giữ được ngày ưu tiên của hồ sơ bị từ chối. Trong thời buổi này, nếu quý vị nên kiểm tra hồ sơ cho kỹ lưỡng vì khi hồ sơ bị từ chối, mất tiền đơn là chuyện đương nhiên. Thời gian cha mẹ chờ đợi để đoàn tụ với con cái mới là điều đáng quý, bởi lẽ chúng ta không lấy lại được. Đến định cư ở Mỹ thì mỗi người mỗi cảnh. Có những người được sự hỗ trợ từ người thân ở tại Mỹ, cũng có nhiều người khi đặt chân đến Mỹ nhờ cái tấm vé bảo lãnh của người thân thì ngoài ra phải tự thân vận động mọi sự.
bởi lẽ người thân sống ở Mỹ, cuộc sống của họ cũng khá là chật vật, phải lo cho cuộc sống của mình. Sự nỗ lực lớn nhất là họ đã bảo lãnh chúng ta qua đây, đó là một công lao rất lớn rồi, cho nên mỗi người mỗi cảnh là thế. Chia sẻ một chút về việc đi làm hãng xưởng ở Mỹ, để mọi người có thể hình dung và nói như thế nào. Để mà chia sẻ trải nghiệm về việc làm hãng ở Mỹ, thì mọi người hãy tham khảo sau khi đã có đủ các giấy tờ cần thiết, như là số an sinh xã hội, bằng lái xe ID, để mà kiếm việc làm trang trải cho cuộc sống của mình khi mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Mỹ. Khi có hồ sơ đi định cư ở Mỹ thì ai cũng vui mừng, thực sự là vậy. Bởi không ai mà không muốn đi Mỹ khi mà bắt đầu làm giấy tờ. Nếu đã không muốn đi Mỹ thì đừng làm giấy tờ làm chi, cho tốn công, tốn sức, tốn bao nhiêu sự cố gắng và cả tiền bạc, tốn sự hy sinh của cả người thân, những người bảo lãnh chúng ta. Nhưng khi định cư sang xứ người thì việc trước tiên chúng ta phải biết việc cần làm là gì. Đó là phải cố hội nhập với cuộc sống mới ở đây, tạm gọi đó là cuộc sống Mỹ. Sau khi đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết như là số an sinh xã hội, bằng lái xe, thì chúng ta phải tìm một công việc để mà làm. Trước là để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của chúng ta hiện tại, sau đó thì hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ bằng việc đi học lại, bằng việc học tiếng, và mọi việc sẽ suôn sẻ ít nhất là từ sau 2 đến 3 năm mà thôi. Việc đi làm ở hãng xưởng ở Mỹ nói riêng thôi, tôi chỉ chia sẻ ở góc độ đi làm hãng xưởng là một ví dụ điển hình cho chính bản thân đã từng trải. Có thể là hoàn toàn không đúng 100% đối với mọi người, nhưng đây cũng là một kinh nghiệm cá nhân. Vì hoàn cảnh mỗi người cụ thể sẽ khác nhau lắm, và cũng phải tùy thuộc vào từng tiểu bang, tùy theo từng công việc, cũng như là tùy theo từng sức khỏe, cũng như là phát xuất điểm của mỗi người khi bước chân vào hãng xưởng. Nhưng thực sự đáng để cho mọi người, cô bác, anh chị tham khảo. Rất nhiều người ở Mỹ này khi về Việt Nam nói là tôi làm ở hãng, thì nhiều người trong nước không hình dung được làm hãng là như thế nào. Thời gian đầu của tôi rất là vất vả, khó kiếm công việc. Thứ nhất là vì bản thân thiếu kinh nghiệm. Thứ hai là vì thiếu phương tiện đi lại. Thứ ba nữa đó là vì những người trong gia đình họ không làm tới những việc liên quan tới hãng xưởng. Và điều ngăn trở trước hết là khi chúng tôi đặt chân đến Mỹ, cả khó khăn về ngôn ngữ, lẫn đường xá, mọi sự, tất cả đều mới. Mới đầu tôi nghe công việc hãng xưởng nghe thấy có vẻ như ghê gớm lắm, to lắm. Nhưng thực chất nó giống như là những công việc làm ở những cái khu công nghiệp ở trong nước vậy. Nếu các bạn sống ở Việt Nam, các bạn đi làm công ty, thì ở bên này họ gọi là đi làm hãng xưởng. Các bạn đi làm công nhân, làm có người thì làm chức vụ này tổ trưởng, hoặc là trưởng ca, hoặc là làm giám đốc, quản lý, vân vân. Tất cả ở bên này người ta cũng gọi chung là đi làm hãng xưởng. Thực chất với hãng đầu tiên mà tôi làm bên Mỹ là tôi làm về rau củ quả. Hồi đó tôi phải đứng suốt 10 giờ đồng hồ, không được nghỉ một phút nào. Tay thì cứ cầm dưa đút vào lọ, cứ thế thôi. Lúc nào cũng vậy, khi đặt chân vào hãng là tôi biết công việc tôi sắp sửa làm là gì. Đứng nguyên một buổi như vậy, thực sự là mệt. Mệt đến mức là máu còn tụ lại trên khắp đầu ngón tay. Chưa kể là mùi dưa giấm còn bám vào đầy người, rất là khó ngửi. Sau hôm đó tôi quyết định là tôi sẽ không làm nữa. Đến hãng kế tiếp tôi làm, đó là một hãng làm về bánh. Ở đây cũng tương tự như là hãng đầu tôi đi làm. Một bên là phô mai, một bên là thịt hun khói. Cứ thế đắp vào thành chiếc sandwich. Máy chạy theo đúng quy trình. Và khổ nhất là khi làm hãng này là không được giải quyết nhu cầu cá nhân. Vì sản phẩm chạy theo dây chuyền mà lỡ một cái là mình bị mắng, bị phạt ngay. Ở đây tôi cũng làm được 2 ngày mà thôi. Thực sự không biết quý ông quý bà làm thế nào khi gặp những hoàn cảnh như vậy. Đối với bản thân tôi, thực sự lúc đó tôi cảm thấy nản lắm. Nhưng tôi cũng phải cố gắng nhắc nhở bản thân mình là phải kiên trì để mà cố gắng tồn tại khi mới đến Mỹ. Thực sự là khi đặt chân đến Mỹ, chúng ta phải tồn tại. Đó là điều kiện trước tiên, tồn tại trước hết. Và ít nhất là từ 1 cho đến 2 năm. Đừng nói chi đến cuộc sống xa hoa. Tồn tại là chúng ta phải kiếm tiền làm sao để mà trang trải được cho cuộc sống của mình.
để mà làm quen với nếp sống mới này. Sau đó, thực sự là đời sống của tôi cũng may mắn hơn. Tôi được làm trong một hãng CD, một hãng in, và mới đầu cũng chỉ được làm công việc tay chân mà thôi. Nhưng về sau quen dần thì được mọi người đề đạt và tôi bắt đầu được làm việc sử dụng một chút trí óc. Và quan trọng hơn, đó là đúng với khả năng của tôi, đúng với công việc của mình hồi còn ở Việt Nam. Thực sự, nhìn lại quãng thời gian tôi phải trả giá vất vả với cuộc sống khi mới đến Mỹ, so với đời sống hiện tại của tôi sau 2-3 năm, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình, hài lòng với đời sống gia đình của tôi. Tôi đưa ra những trải nghiệm của bản thân, cốt là để muốn chia sẻ với mọi người khi mới đặt chân đến Mỹ này. Đừng nản chí và hãy cố gắng chịu đựng, và cảm thấy khó khăn thì hãy tìm cách mà giải quyết cái khó khăn của mình. Nếu cảm thấy không phù hợp thì kiếm công việc khác luôn, đến khi nào tìm thấy cái công việc mà mình yêu thích thì mình thôi. Đây là sự tự do mà, đừng ép bản thân mình quá. Quan trọng đó là chúng ta phải kiên trì và đừng có nản chí. Ở Mỹ, muốn gì thì muốn thì chúng ta phải hội nhập, phải tồn tại trước đã. Chúng ta phải sống thì chúng ta mới có thể làm được việc này việc kia. Sau đó mà muốn phát triển như thế nào thì mình sẽ tính sau. Đó là một chút chia sẻ của tôi, có vẻ như khiếm khuyết ở nhiều góc độ, rất mong được gửi đến các bạn. Mong là các bạn cũng có thể thấy được một điểm gì đó có lợi cho đời sống của mình. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.